Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 48 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Tập này được mang tên là Trở về Tổng Đàn. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Thạch Mục thì vẫn di chuyển về phía của Tây Mạc. Thì hắn trên đường di chuyển thì hắn có nghỉ ngơi một số chỗ để tu luyện. Ở tập trước nói nhiều về cái việc của Yên La hơn. Không biết Yên La thì ở trên cái Tử Linh Giới diện đó gặp một cái con dao hai đầu, sông thủ giao long. Thì sau đó thì đánh nhau với nó thì không lại, vì vậy Yên La tự hiện ra trước mặt Thạch Mục để mượn vũ khí của Thạch Mục. Sau khi mượn vũ khí á, hình như Yên La này biết cái công dụng của cái vẫn thiết á, sử dụng cái vẫn thiết hắc côn của Thạch Mục mà hấp thu cái linh thạch, sau đó để có thể bộc phát ra cái uy lực của cái hắc côn này, đánh bại được cái sông thủ giao long. Sau đó thì Yên La này mới trả lại vũ khí cho Thạch Mục, rồi trao đổi với Thạch Mục cái đóa hoa bằng băng xương đó để cho Thạch Mục tu luyện đó. Đó, nói vậy thôi, thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Tại một thị trấn nhỏ ở phía tây bắc nước Đại Từng, băng tuyết cuộn bay, mái hiên toàn bộ phòng ốc đặt tại nơi đây đều bị tuyết phủ dày đặc. Ngay cạnh cổng vào tiểu trấn có một quán cơm, lúc này cũng không phải giờ dùng bữa, nhưng vì bên ngoài hàng phong gào thét, tuyết trắng tung bay. Trong quán trú không ít người, có đầu xà bản địa, cũng có một ít tiểu thương từ nơi khác đến, dừng chân uống rượu sưởi ấm. Cửa lớn tiệm cơm chợt bị đẩy ra, gió tuyết theo đó mà thốc vào. Một người mặc áo choàng đen đi đến, tuy rằng còn cách lớp dày y phục, nhưng vẫn có thể mơ hồ nhìn ra dáng người uyển chuyển, nghiễm nhiên là một cô gái xinh đẹp. Ánh mắt mọi người trong tiệm lập tức đều bị hấp dẫn. Tiểu nhị thấy như vậy vội vàng nghênh đón. Mang chút thức ăn, một bình rượu nóng. Không chờ tiểu nhị mở miệng, nữ tử mặc áo choàng đã lên tiếng, rồi tìm một cái bàn trống trải ngồi xuống. Dạ được. Tiểu nhị vội vàng đáp ứng, sau đó xuống dưới thu xếp. Khi cô gái gỡ bỏ áo choàng, đôi mắt của đám người trong tiệm nhất thời sáng rỡ, chỉ thấy nàng ta thoạt nhìn ngoài 20 tuổi, mặt hạnh má đào, dung nhan xinh đẹp, bên trong vũ mị còn có khí khái hào hùng, đúng là Kim Tiểu Thoa. Tiểu trấn nơi biên thùy này hiếm khi xuất hiện mỹ nhân tuyệt sắc bực này. Nam tử trong tiệm nhất thời phấn khích, trong đó có một đám người ăn mặc hoa lệ. Nam tử mặc cẩm bào, cầm đầu đám người càng tùy ý đánh giá cao thấp của người đẹp ở phía đối diện. Đôi mày xinh đẹp của Kim Tiểu Thoa lúc này cau lại, giống như là đang nghĩ đến cái gì đó đến mức xuất thần. Mắt thấy nàng ta không có phản ứng với thái độ càng rỡ của mình, đám người gần đó liếc nhìn nhau, thần sắc càng thêm hưng phấn. Nam tử cẩm y cầm đầu đứng lên, sải bước đi tới. Người này tuổi chừng 30, tướng mạo thô kệch, cố ý ăn vận theo kiểu văn nhân. Mình thì mặc áo dài, đầu đội khăn vuông. Lúc này tuyết rơi tán loạn nhưng vẫn đong đưa quạt xếp ở trong tay, thoạt nhìn chẳng ra cái thể thống gì. Nghiễm nhiên là kiểu học đòi văn vẽ. Cô nương đây thoạt nhìn có chút lạ mặt, không biết quê quán nơi nào. Thế thuyết nhâm trấn này có chuyện gì ha? Gia phụ của bổn công tử vừa khéo lại là trưởng trấn ở nơi đây, nếu có chuyện gì nhờ giả, tại hạ nguyện ý cống hiến sức lực. Đại hán cẩm y chắp tay rồi nói. Kim Tiểu Thoa xoay chuyển ánh mắt, lúc này mới chú ý tới người đàn ông bên cạnh. Cút đi! Suy nghĩ bị cắt đứt, Kim Tiểu Thoa trong lòng giận dữ, lạnh giọng trách mắng. Đại hán kia nghe như vậy khẽ giật mình, quay đầu nhìn về cái bàn mình, thấy đám người còn lại ra hiệu, không khỏi trừng lớn hai mắt. Cô nương một thân một mình bôn ba, hà tất cự người từ xa ngàn dặm chứ? Lại nói hả, uống rượu một mình thật không thú vị, không bằng để cho bổn công tử đến tiếp chuyện với nàng. Đại hán cười hằn hặc, ra vẻ muốn ngồi xuống cạnh Kim Tiểu Thoa. Kim Tiểu Thoa trầm mặt, cánh tay vung lên, áo choàng trên người kêu vút một tiếng, rồi giống như cung sắt quét về phía đối phương. Đại hán cẩm y không chút kinh hoảng, một tay ngăn cản trước người, tay kia thì 5 ngón như cái móc câu chụp tới áo choàng. Thân thủ xem như không tệ, nào ngờ bàn tay của gã vừa mới chạm phải y phục của đối phương, thân thể đã như là đằng vân giá vũ, văng xa mấy trượng, liên tiếp đè sập mấy cái bàn lớn mới có thể ngừng lại. Trảm Y đại hán ngã vào một cái đống gỗ vụn, miệng phun ra máu tươi, ngơ ngác nhìn Kim Tiểu Thoa. Mấy người trong quán cũng đều ngây cả người ra. Cúc, hôm nay bổn tiểu thư không muốn giết ngươi. Giọng nói của Kim Tiểu Thoa vang lên đầy lạnh lùng, sát ý nhàn nhạt tỏa ra xung quanh. Mọi người trong quán đều biến sắc. Cổ sát ý này so với phong tuyết ngoài trời còn lạnh buốt thấu xương gấp 10 lần. Mấy tên đồng bọn của gã đại hán mặt Cẩm Y nào dám hai lời, lật đật đỡ lấy gã, sau đó mở cửa sau ra, ba chân bốn cẳng chạy như là bay. Những người còn lại trong quán ai nấy cũng mặt xanh mày lét, sợ sệt nhìn Kim Tiểu Thoa. Vài ba kẻ nhát gan cũng lo tính tiền rồi đi ra ngoài từ cửa sau. Kim Tiểu Thoa cười lạnh một tiếng, nhắm mắt dưỡng thần. Nàng một đường từ Thiên Mã Tông chạy tới đây để nghe ngóng tin tức của Thạch Mục, nhưng lại chẳng chút thu hoạch gì. Trong lòng hơi bực bội, đang tính tiếp theo nên làm cái gì. Hơi, cô nương tính cách dữ dội như vậy, không biết là tương lai có ai dám lấy người hay không nữa đây. Đúng lúc này, giọng nói của một nam tử vang lên bên tai Kim Tiểu Thoa, dường như có người ở trước mặt đang nói chuyện. Nét mặt nàng biến đổi, vậy mà nàng không cảm giác được có người đã đến bên cạnh, liền mở mắt ra. Bỗng thấy đối diện có một nam tử trung niên mặc nho bào, khuôn mặt thanh nhã có hai chùm râu buông xuống, mỉm cười ngồi đó từ lúc nào. Ngươi, bái kiến tông chủ. Kim Tiểu Thoa giật mình, vội vàng khom người hành lễ. Nam tử áo đen này không ai khác mà chính là tông chủ của Thiên Ma Tông, Tư Đồ Hạo. Được rồi, Tiểu Thoa ngươi không cần đa lễ đâu, ngồi xuống được rồi. Tư Đồ Hạo bình thản mở miệng, hai người dường như có chút quen biết. Kim Tiểu Thoa thoáng nhìn qua Tư Đồ Hạo rồi ngồi xuống. Hiện giờ Kim Tương như thế nào rồi, có khỏe không vậy? Tư Đồ Hạo im lặng một lát, sau đó chợt hỏi. Tiểu gia gia rất tốt, trước lúc đi đã dặn dò ta phải đến vấn an ngay. Kim Tiểu Thoa đáp. Năm đó tình huống rối ren, Tiểu gia gia ngươi với tư cách là đệ tử nhỏ nhất của ta, được điều tới bán đảo Đông Bộ để chủ trì sự vụ của Hắc Ma Môn. Hôm nay đã mấy trăm năm qua đi rồi, lòng ta vẫn cảm thấy hơi áy náy mà. Tư Đồ Hạo trầm mặc một lúc rồi nói. Tiểu gia gia đối với an bài lúc trước của ngài cũng không oán trách gì. Kim Tiểu Thoa nói. Tư Đồ Hạo lắc đầu, nở nụ cười khổ. Hiện nay thời thế đã thay đổi rồi, dù có nói đến mấy thứ này cũng chẳng được cái gì cả. Mấy ngày hôm trước ta bị bận việc đại điển nên chưa quan tâm tới ngươi. Vốn định tổ chức đại điển xong thì triệu kiến ngươi, nhưng mà ai có ngờ ngươi lại bỏ đi nhanh như vậy. Nơi đây trời đông gió rét, hay là cứ theo ta trở về Thiên Ma Tông trước rồi tính sau vậy? Tư Đồ Hạo nói. Kim Tiểu Thoa nghe như vậy, thân tình khẽ đổi. Mặc dù lần này ngươi không trúng cử đại điển Ma Dương, dựa theo quy định thì không cách nào đạt được Ma Dương Đăng, nhưng mà ta có thủ đoạn khác có thể giúp ngươi mau chóng đột phá địa giai. Tư Đồ Hạo tiếp lời. Tông chủ có ý tốt, Tiểu Thoa vô cùng cảm kích. Có điều việc tu luyện, ta nghĩ mình nên tự dựa vào bản thân để bước đi. Hơn nữa kế tiếp ta còn có chuyện quan trọng phải làm, không thể theo ngài trở về Thiên Ma Tông. Kim Tiểu Thoa chỉ im lặng trong chốc lát, rồi chợt ngẩng đầu trả lời với vẻ kiên quyết. Chuyện gì mà còn quan trọng hơn tu luyện vậy? Tư Đồ Hạo nhíu mày. Ta chịu sự nhờ vả của bằng hữu, muốn tìm kiếm một người. Kim Tiểu Thoa ngập ngừng một chút rồi nói. Tìm người hả? Tìm ai vậy? Tư Đồ Hạo hỏi. Kim Tiểu Thoa trầm ngâm. Thạch Mục đang là đối tượng truy nã của Thiên Ma Tông, tất nhiên nàng không thể nói rõ với Tư Đồ Hạo được. Có phải là gã đồng môn của ngươi cũng đến từ Hắc Ma Môn, tên gọi là Thạch Mục không vậy? Tư Đồ Hạo bỗng nhiên mở miệng hỏi. Kim Tiểu Thoa nghe như vậy chấn động, kinh ngạc nhìn về phía Tư Đồ Hạo. Nếu như muốn tìm người này, ngươi cũng không thể đi lung tung như mò kim đáy bể như vậy được. Hôm nay hắn không có chỗ nào để đi, có lẽ đã đến cổ quốc Tây Hạ rồi. Ngươi cứ theo ta trở về Thiên Ma Tông, chỉ cần Thạch Mục còn sống thì không bao lâu sau ta sẽ giúp ngươi tìm được hắn mà thôi. Tư Đồ Hạo nói. Ngài nói vậy là sao? Kim Tiểu Thoa thấy hơi khó tin, đôi mày xinh đẹp nhăn lại. Tư Đồ Hạo khẽ nhúc nhích bờ môi, truyền âm cho nàng ta. Kim Tiểu Thoa nghe xong thần tình đại biến. Được rồi, theo ta trở về đó, tranh thủ trước lúc đó tu vi của người có thể tiến thêm một bước nữa. Tư Đồ Hạo nói. Kim Tiểu Thoa ánh mắt biến ảo một hồi, cuối cùng nhẹ gật đầu. Tư Đồ Hạo vung tay lên, một mảnh hắc quang hiện ra bao phủ hai người bọn họ. Hắc quang lập lòe, ngưng tụ thành hình dạng một cái trận pháp, sau đó hào quang bùng phát, thân ảnh hai người biến mất tại chỗ. Trên một con đường cổ rộng lớn mịt mờ, hai ngựa chạy băng băng về phía trước. Một người trên vai có một con anh vũ đang đứng, người kia thì là một thanh niên khoảng cỡ 27-28 tuổi. Bọn họ tự nhiên là Thạch Mục và Hồ Tái Lôi, hai người đã xâm nhập cổ quốc Tây Hạ hơn một tháng rồi. Nước Tây Hạ có diện tích nhỏ hơn Vương Triều Lục Sơn rất nhiều, gần bằng nước Đại Tần, nhưng mà tính ra thì vẫn rất rộng lớn. Rời đi hơn một tháng, khó khăn lắm bọn họ mới tới vùng đất trung ương của Tây Hạ quốc. Thạch Mục ngồi trên lưng ngựa, mắt nhìn về phía hai bên con đường cổ rộng lớn này. Tuy nơi này đã thuộc về Tây Hạ cổ quốc, nhưng hoàn cảnh chung quanh cũng không có thay đổi bao nhiêu. Con đường cổ này là giao thông yếu đạo, nhưng vài thành trấn ở xung quanh lại tiêu điều vô cùng, thiếu đi sinh khí, ven đường còn thỉnh thoảng nhìn thấy tử linh sinh vật du đãng. Thạch Mục thở dài trong lòng, không biết năm xưa Minh Nguyệt Giáo và Thông Thiên Tiên Giáo đã quyết đấu thê thảm đến mức nào mà biến một quốc gia xinh đẹp như Tây Hạ trở thành bộ dạng như bây giờ. Hắn đảo mắt nhìn Thải Nhi trên vai. Thải Nhi rũ đầu xuống, đôi mắt nửa nhắm nửa mở, bộ dạng chẳng có chút tinh thần. Sau khi liên tục cắn nuốt linh thạch, mấy ngày hôm nay Thải Nhi bỗng trở nên mệt mỏi chứ không còn hoạt bát như trước nữa. Có điều Thạch Mục vẫn cảm thấy sinh cơ trong cơ thể Thải Nhi không những không yếu bớt mà lại càng trở nên mạnh mẽ, nên cũng không lo lắng quá nhiều gì. Lúc này mặt trời đã lên đỉnh, không khí dần oi bức cộng với hơi nước làm cho người ta cảm thấy rất khó chịu. Một tiền bối, cũng đã giữa trưa rồi, hay là chúng ta nghỉ một lát đi. Hồ Tái Lôi nói. Là chú thích nha, ở những cái chương trước á, thì cái bản dịch này dịch tên là Hồ Tái Lôi, bỗng cái bản dịch này gọi là Hồ Trại Lôi. Thì lát chú thích để cho mọi người, vì trong quá trình mà lát đọc lát có đọc nhầm á, thì mọi người thông cảm nha. Rồi tiếp tục. Thạch Mục nghe Hồ Tái Lôi nói như vậy, hắn nhướng mày, hắn cũng không cảm thấy gì là mệt mỏi, nhưng mà ngựa dưới chân đã thở hồng hộc rồi. Thớt ngựa này là ngựa dị chủng của Tây Hạ quốc do Hồ Tái Lôi tốn không ít ngân lượng mới mua được, sức chở gấp mấy lần so với ngựa bình thường. Nếu không thì sao có thể thù nổi Thạch Mục, cộng thêm Vẫn Thiết đau côn trên lưng. Cũng được. Thạch Mục nhẹ gật đầu. Hai người tìm một chỗ mát xuống ngựa, gần bên có một cái dòng suối nhỏ chảy qua, nước suối trong xanh. Hồ Tái Lôi dắt hai con ngựa đến bên dòng suối uống nước. Thạch Mục ngồi xuống dưới tàn cây, tháo Vẫn Thiết hắc đao trên lưng ra. Đoạn thời gian này hắn thường xuyên sử dụng linh thạch để nuôi nấng hắc đao, khiến cho hắc đao càng trở nên nặng hơn, định dựa vào đó để tìm hiểu bí mật của Vẫn Thạch. Ánh mắt của hắn chuyển động, lật tay lấy ra hai viên linh thạch hạ phẩm thuộc tính hỏa, sau đó bỏ một viên vào thanh đao. Ánh sáng trên thân đao lóe lên, màu đỏ của viên linh thạch thuộc tính hỏa nhanh chóng yếu đi, từng sợi ánh sáng màu đỏ từ trong linh thạch tuôn ra, chui vào hắc đao. Mấy hơi thở sau, ánh sáng đỏ của linh thạch biến mất hoàn toàn, lạch cạch một tiếng vỡ thành mấy khối. Thạch Mục vung đao múa một thoáng, khẽ gật đầu, đang định bỏ viên linh thạch còn lại cho hắc đao hấp thu luôn. Thạch đao. Thải Nhi vốn gật gù bỗng mở to hai mắt. Tỉnh rồi hả? Thạch Mục quay đầu nhìn Thải Nhi. Thải Nhi nhìn chằm chằm vào viên linh thạch kia trong tay Thạch Mục. Muốn ăn nữa sao? Thạch Mục giương linh thạch trong tay lên hỏi. Thải Nhi liền gật đầu. Thạch Mục nở nụ cười, ném cái viên linh thạch tới. Thải Nhi vội vàng há miệng đớp luôn. Thạch đầu, tiếp viên nữa đi. Toàn thân Thải Nhi nổi lên một cái tầng ánh sáng đỏ lập lòe, ánh mắt hiếp hiếp, tinh thần càng thêm uể oải, quay đầu nhìn Thạch Mục. Có nguy hiểm gì không vậy? Linh thạch mà dễ tiêu hóa như vậy sao? Thạch Mục nhíu mày. Không sao, đưa đây đi. Giọng nói Thải Nhi có chút khàn khàn, nhưng mà ngữ khí lại rất kiên định. Được rồi. Thạch Mục lại lấy ra một viên linh thạch hạ phẩm thuộc tính hỏa. Không phải hạ phẩm, ta muốn linh thạch trung phẩm. Thải Nhi chợt mở miệng nói. Trung phẩm hả? Thạch Mục bị dọa cho chết khiếp. Linh thạch trung phẩm ẩn chứa linh lực nhiều gấp trăm lần linh thạch hạ phẩm, nuốt vào trong bụng không khác gì một viên hỏa cầu. Thạch Mục nhìn chăm chú Thải Nhi, ánh mắt nó rất kiên quyết, sâu trong đồng tử có ánh lửa lập lòe. Nhìn bộ dạng của ngươi, không giống như là tâm huyết dâng trào. Thạch Mục thở dài, lật tay lấy ra một viên linh thạch trung phẩm thuộc tính hỏa. Thật là, linh thạch trung phẩm không phải là rẻ đâu. Cứ như vậy sớm muộn gì cũng có ngày bị ngươi ăn hết mà thôi. Một lần cuối cùng, đây là lần cuối cùng. Thải Nhi miễn cưỡng hoan hô một tiếng, há miệng nuốt viên linh thạch một cái ực. Bùng một tiếng, trên thân Thải Nhi hiện lên một đoàn ánh sáng màu đỏ mãnh liệt như ngọn lửa đang thiêu đốt. Đặc biệt là cổng lông vũ trên đỉnh đầu càng đỏ chói bừng bừng. Thải Nhi nhắm nghiền hai mắt, miệng kêu một tiếng thống khổ, thân thể từ trên vai Thạch Mục rớt xuống. Thạch Mục vội vàng đưa tay bắt lấy nó ôm vào trong ngực. Thân thể Thải Nhi rung lên từng đợt, dường như đang cố chịu đựng thống khổ. Thạch Mục nhẹ nhàng vuốt ve thân thể nó. Thải Nhi có vẻ cảm thấy dễ chịu hơn nên từ từ bình tĩnh lại. Sau một lúc, Thải Nhi không còn run rẩy nữa, hai mắt giãn ra một chút, dường như lâm vào ngủ say. Thạch Mục lắp bắp kinh hãi, vội kiểm tra lại thân thể của nó. Trừ cảm giác nóng lên thì cũng không có điều gì khác thường nữa, sinh cơ vẫn ổn định. Lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Trong bộ dáng Thải Nhi thì có vẻ nhất thời nửa khắc sẽ không tỉnh lại. Hắn suy nghĩ một phen, sau đó đặt Thải Nhi vào trong ngực. Một lúc sau, Hồ Tái Lôi dẫn hai con ngựa trở về. Gã nhìn Thải Nhi trong ngực Thạch Mục, thức thời không hỏi nhiều. Tuy gã mới chỉ đi theo Thạch Mục một đoạn thời gian, nhưng cũng đã nhìn ra trên người Thạch Mục ẩn giấu không ít bí mật, biết nhiều quá sẽ không tốt cho gã. Hai người nghỉ ngơi một hồi rồi tiếp tục chạy đi. Một tiền bối nè, theo hướng này đi tiếp khoảng một tháng nữa thì sẽ gặp một tòa thành gọi là Bì Thành. Trong thành có phân hội của Minh Nguyệt Giáo. Hồ Đại Lôi nói. Bì Thành hả? Thạch Mục lấy ngọc giản chứa địa đồ của Tây Hạ cổ quốc ra, phóng thưởng thức vào trong thăm dò một phen, nhanh chóng tìm được nơi này. Ngươi biết chỗ đó sao? Thạch Mục nhìn về phía Hồ Tái Lôi. Gần thành Khúc Dương, kinh đô của nước Tây Hạ, có một sân mạch màu xám quanh co uốn lượn. Dãy núi này tên là Âm Thi, quanh năm bị âm khí màu xám bao phủ. Từ xa nhìn lại, trông nó giống như là một xác chết nằm nghiêng, nên được gọi như vậy. Chạy càng tới gần phía thành Khúc Dương, sương mạch xuất hiện một ngọn núi màu xám cực lớn. Thân núi bắt đầu từ giữa sườn núi, được sương mù xám bao phủ, quanh năm không thấy rõ hình dáng. Nếu như có người bay ở trên tầng mây nhìn xuống đỉnh núi, chắc chắn sẽ chấn động. Trên đỉnh ngọn núi chìm trong mây mù, từng tòa cung điện màu đen sừng sững mà đứng, số lượng rất nhiều. Nhưng thứ khiến người ta giật mình vẫn là một bộ xương yêu thú khổng lồ màu xám chiếm cứ diện tích cực lớn trên đỉnh núi. Hai cốt yêu thú này thoạt nhìn giống như là của sói hoặc hổ. Hình thể khi còn sống to cỡ ngọn núi, bốn cái móng vuốt của nó cắm thật sâu vào đỉnh ngọn núi, đầu lâu ngẩng cao, dường như đang nhìn về một chỗ xa xăm nào đó. Những kiến trúc trên đỉnh núi đều được xây phía dưới hài cốt của yêu thú này. Thình lình có một bóng người mặc trường bào màu xám, trên hai ống tay áo có thêu nguyệt văn màu máu, đang đứng giữa quần thể kiến trúc trên đỉnh núi, bộ dạng trông có vẻ rất bận rộn. Nơi này đúng là tổng đàn của Minh Nguyệt Giáo. Vào thời khắc này, một đám mây màu xám tro từ dưới núi bay lên, đổ xuống quảng trường trên đỉnh núi. Đám mây xám chớp lên hai cái rồi tiêu tán vô tung. Từ đó hiện ra hai bóng người, một người trong đó là một thanh niên mặc trường bào nguyệt sắc, có bộ tóc dài màu đỏ máu, giữa đôi mày tuấn lãng hiện ra vài phần tang thương. Người còn lại là một nữ tử mặc áo đỏ, có dáng người xinh đẹp lanh lợi, dung mạo có chút tú lệ. Đây là Liễu Ngạn sư thúc đã trở về. Đệ tử bái kiến Liễu sư thúc. Một số đệ tử Minh Nguyệt Giáo ở gần quảng trường thấy hai người, trên mặt đều lộ ra thần sắc kinh ngạc, lập tức khom mình hành lễ. Ánh mắt Liễu Ngạn yên tĩnh, lạnh như băng, không hề để ý đến cái đám đệ tử đang hành lễ mà cất bước đi thẳng tới một tòa đại điện màu đen ở phía trung tâm. Nữ tử áo đỏ vội vã đi theo. Hai người rất nhanh đi vào đại điện màu đen. Đại điện nối liền với một hành lang gấp khúc thật dài. Hai người im lặng đi bộ dọc theo hành lang gấp khúc. Không bao lâu, trước mặt hai người xuất hiện một cái thanh niên tóc quăn, mặc áo bào màu xám, ngũ quan thoạt nhìn cũng đoan chính, chẳng qua hai cánh mũi có hai vết vằn sâu, làm gã thoạt nhìn hơi có vẻ âm vụ. Đây không phải là Liễu đại điện chủ sao? Thật là lâu quá mới gặp à nha. Thanh niên tóc quăn thấy hai người Liễu Ngạn, thường tình hơi có chút ngơ ngác, gã lập tức dừng bước, chắn trước hai người rồi nói. Liễu Ngạn và nữ tử áo đỏ cũng đành phải dừng lại, nhìn về phía thanh niên tóc quăn. Lại nói nha, lần này tại thành Thiên Ngu, Liễu đại điện chủ thật sự là nhất minh kinh nhân à nha. Chỉ có 6 người mà lại dám khiêu chiến Thông Thiên Tiên Giáo. Bậc này đảm lượng, bậc này khí khái, quả thực khiến tại hạ bội phục muôn phần. Quả nhiên không hổ là ái đồ của Đông Phương giáo chủ, đúng là anh hùng cực kỳ à nha. Thanh niên tóc quăn nói. Chú thích: nhất minh kinh nhân, có nghĩa là cái tiếng hét thôi cũng làm cho người ta kinh ngạc, sợ hãi thán phục. Tiếp tục. Liễu Ngạn không nói gì, vẻ mặt cùng ánh mắt yên tĩnh. Trái lại nét mặt nữ tử áo đỏ lại hiện ra vẻ tức giận, nhưng mà nàng liếc nhìn họ Liễu cũng không nói gì. Hả? Mà làm sao chỉ có hai người Liễu đại điện chủ cùng chân sư muội thôi vậy? Mấy vị khác đâu rồi? Thanh niên tóc quăn cố ý nhìn lại sau lưng hai người Liễu Ngạn rồi hỏi. Ánh lửa trong mắt nữ tử áo đỏ đại phóng, nàng tiến lên trước một bước, đang muốn nói chuyện thì Liễu Ngạn khẽ vươn tay ngăn trước người nàng, mở miệng nói. Thiên Lan điện chủ có chuyện gì hả? Liễu đại điện chủ nói gì vậy chứ? Ta và ngươi đã có mấy năm không gặp nhau, hôm nay ngươi bình an trở về, chẳng qua là ân cần thăm hỏi một cái mà thôi, ngươi việc gì phải trừng mắt như vậy chứ? Thanh niên tóc quăn cười hơ hớ, ở hai chữ bình an còn cố ý nhấn mạnh thêm vài phần. Trong mắt Liễu Ngạn tức thì lóe lên vẻ âm lãnh, đang muốn chuẩn bị nói cái gì thì phía trước bỗng truyền đến một tràng tiếng bước chân. Ba người cùng nhau nhìn lại, người đang đi tới là một nam tử gầy gò, có hai hàng lông mày đỏ thẫm, trên dưới 30 tuổi. Liễu sư đệ, ngươi đã trở về rồi. Nam tử mày đỏ trông thấy Liễu Ngạn, trên mặt lập tức lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, bước nhanh tới. Điệt sư huynh, hồi lâu không thấy rồi. Trên mặt Liễu Ngạn lộ ra vẻ tươi cười, nói. Trở về là tốt rồi. Thần tình nam tử này có chút kích động, vỗ vỗ bả vai Liễu Ngạn rồi nói. Điệt sư huynh. Nữ tử áo đỏ cũng thi lễ với nam tử mày đỏ một cái. Tiên sư muội cũng như vậy, bình an là tốt rồi. Nam tử mày đỏ lập tức đáp lại, gật nhẹ độ với nàng ta. Các ngươi đi với ta nha, chúng ta đã lâu rồi không gặp, phải thật tốt nói chuyện một phen đó. Nam tử mày đỏ vừa lôi kéo tay Liễu Ngạn vừa đi nhanh về phía trước mà nói. Lúc đi ngang qua thanh niên tóc quăn, nam tử mày đỏ đến liếc cũng không thèm cho đối phương một cái, làm như từ đầu đến cuối người này cũng chưa từng tồn tại qua vậy. Sắc mặt thanh niên tóc quăn trở nên âm trầm, gã nhìn bóng lưng của ba người kia, hừ lạnh một tiếng, ánh mắt gã chợt lóe lên hai cái, cũng cất bước đi nhanh về trước. Dưới sự dẫn dắt của nam tử mày đỏ, hai người Liễu Ngạn đi tới một cái sảnh. Đây dường như là một chỗ ở của nam tử mày đỏ, trong không khí mùi rượu nồng đậm phiêu đãng. Đệ sư huynh, ngươi lại uống rượu rồi. Nữ tử áo đỏ nhíu nhíu đôi mày xinh đẹp, nói. Uống chơi mấy chén để giải sầu thôi, đến, ngồi đi. Nam tử mày đỏ cười ha hả một tiếng. Ba người thay phiên ngồi xuống. Đệ sư huynh nè, hôm nay tình hình trong giáo như thế nào rồi? Liễu Ngạn vừa ngồi xuống, lập tức mở miệng nói. Còn thế nào nữa, ngươi cũng thấy rồi đó, vẫn như cũ. Từ khi Đông Phương giáo chủ dẫn lạc, trong giáo vẫn luôn nổi lên tranh chấp tranh quyền đoạt thế, thực lực càng ngày càng sa sút mà. Nam tử mày đỏ cười khổ một tiếng. Liễu Ngạn dường như sớm đã đoán được, nhẹ gật đầu. Chẳng qua ngươi trở về là tốt rồi. Ngươi là người kế vị do năm đó Đông Phương giáo chủ chỉ định. Chỉ cần ngươi có thể kế thừa vị trí giáo chủ, Minh Nguyệt giáo chúng ta vẫn còn hy vọng phục hưng mà. Nam tử mày đỏ nói. Tình huống của sư thúc lão nhân gia người giờ phút này thế nào rồi? Liễu Ngạn trầm mặc một chút, chợt mở miệng hỏi. Đừng có nói nữa, từ năm đó khi lão nhân gia người tiến vào bế quan trong động âm phong, đến nay đã mấy chục năm rồi, còn không hề có tin tức gì. Một số đệ tử mới ở trong giáo, có khi còn không biết bổn giáo có một vị tả hộ pháp như vậy nữa kìa. Nam tử mày đỏ lắc đầu. Nếu như sư thúc có thể tiến vào thiên vị thì tốt rồi. Liễu Ngạn nói. Chỉ có thể hy vọng như vậy thôi. À đúng rồi, sự tình của các ngươi ở thành Thiên Ngưu, ta cũng nghe nói qua một ít, đến cùng là như thế nào vậy? Nam tử mày đỏ do dự một chút mở miệng hỏi. Liễu Ngạn liếc nhìn nữ tử áo đỏ đang ở một bên, liền chậm rãi kể lại đại khái sự tình ngày đó ở Thiên Ngưu thành. Nữ tử áo đỏ yên lặng cúi đầu, sắc mặt có chút ảm đạm. Nam tử mày đỏ nghe xong, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, đến khi nghe kể những người khác đã liều mình cứu Liễu Ngạn cũng là thổn thức không thôi. Sự tình ở thành Thiên Ngưu, ta là tự đại quá mức, cho rằng chỉ cần dựa vào uy lực của quỷ dương La Thiên đã có thể đủ để chống lại Thông Thiên Tiên giáo, kiểu gì cũng có thể bình an rời đi nơi đó rồi. Lại không nghĩ đến thực lực của Vô Trần lão đạo lại thâm hậu như vậy, làm hại mấy vị sư đệ sư muội chững lạc mà. Liễu Ngạn thở dài. Liễu sư đệ nè, ngươi cũng không nên tự trách làm gì, chỉ cần chúng ta vẫn còn, một ngày nào đó chắc chắn sẽ khiến Thông Thiên Tiên giáo trả giá thật đắt mà. Nam tử mày đỏ nói. Hào khí của địch điện chủ đúng là không hề giảm so với năm đó nha. Lại không biết ngươi chuẩn bị lấy cái gì đi báo thù Thông Thiên Tiên giáo vậy? Một thanh âm chợt từ bên ngoài truyền đến, đúng là của thanh niên tóc quăn kia, gã đã cất bước đi tới rồi. Quách Thành, ngươi không hảo hảo ngồi ở điện Thương Lan của ngươi đi, đến chỗ ta làm cái gì vậy? Trên mặt nam tử mày đỏ lóe lên sắc giận dữ, đứng lên. Chỗ này của địch điện chủ mùi rượu bốc lên ngút trời, chính là có mời ta cũng không muốn tới đây đâu. Chẳng qua Hữu Hộ Pháp nghe nói Liễu điện chủ đã trở về, nên có ý định triệu tập điện chủ 10 điện đến chủ điện gặp mặt một lát đó. Ta sẵn do thuận đường nên tới đây báo cho mấy vị một tiếng đó. Thanh niên tóc quăn một tay bịt mũi, tay kia thì quạt quạt trước mũi rồi nói. Ba người Liễu Ngạn nghe như vậy liền hơi ngẩn ra. Thanh niên tóc quăn lộ ra một tia cười lạnh, liếc nhìn Liễu Ngạn một cái, liền không hề hai lời xoay người đi ra ngoài. Đại sư huynh. Thanh niên tóc quăn đi rồi, nữ tử áo đỏ mới có chút bận tâm nhìn xem Liễu Ngạn. Không có việc gì, ngươi không cần lo lắng gì. Ánh mắt Liễu Ngạn yên tĩnh, liếc nhìn nữ tử áo đỏ an ủi. Chân sư muội không cần lo lắng đâu, có lẽ Hữu Hộ Pháp cũng chỉ là muốn hỏi thăm một chút việc gì đã xảy ra ở thành Thiên Ngu mà thôi. Liễu sư đệ nè, lần này các ngươi không làm gì sai cả, ngược lại còn áp chế đi khí diễm kiêu ngạo của Thông Thiên Giáo nữa. Ta tin tưởng mọi người đều có thể hiểu được mà. Nam tử mày đỏ mở miệng nói ra. Nữ tử áo đỏ nghe như vậy, thần tình an tâm hơn một chút. Một khắc đồng hồ sau, một đoàn người đi tới trước một đại điện màu đen, sâm nghiêm hùng vĩ. Chính giữa đại điện treo một tấm biển cực lớn, trên đó viết ba chữ rồng bay phượng múa, Minh Thần Điện. Hai bên đại điện đứng hai pho tượng uy vũ cao tới mấy trượng. Đây là hai pho tượng thần, một vị ba mặt sáu tay, tay cầm một thanh nguyệt nha sạn, nhìn giống như một cái xẻng. Vị khác là một nữ tử nửa người nửa cá, khuôn mặt hiền lành, trong tay nâng một cái đồ vật trông như một cái bình nhỏ. Hai pho tượng hiển nhiên đều xuất từ tay của đại sư, thần thái trông rất sống động, tuy là vật chết nhưng lại tỏa ra một cảm giác áp bách mơ hồ. Ba người hiển nhiên cũng đã quen với sự hiện hữu của hai pho tượng này, cũng không quá để ý. Ánh mắt Liễu Ngạn nhìn lướt qua đại điện trước mắt, cất bước đi vào. Không gian trong điện khá lớn, mấy cây cột đá vừa thô vừa to chống đỡ lấy nóc nhà. Trên vách tường bốn phía khảm nạm lấy một số đá nguyệt quang, nhưng ánh sáng trong này vẫn hơi tối, dường như trên đỉnh đại điện lơ lửng một tầng mây đen, không cách nào tán đi, làm trong đại điện có một cỗ áp lực không nói ra được. Hai bên đại điện đặt 10 chiếc ghế đá rộng rãi, giờ phút này hơn một nửa ghế đá đã có người ngồi, nam nữ đều có. Gã thanh niên tóc quăn cũng có mặt ở trong đó. Chủ tọa đối diện đại môn không có người ngồi, bên phải chủ tọa đặt một cái trương ghế gỗ màu đen, ở đó ngồi một cái lão già râu tóc bạc trắng, trên mặt lão tràn đầy nếp nhăn, hình thành từng nếp gấp sâu trên da, thoạt nhìn cực kỳ già nua. Trên chiếc ghế đen ở phía bên trái chủ tọa, vị trí tương đối với lão giả tóc trắng cũng trống không. Nghe được tiếng bước chân, những người này đều dời ánh mắt nhìn qua, thần sắc khác nhau. Liễu Ngạn bái kiến Hữu Hộ Pháp. Liễu Ngạn nhìn về phía lão già tóc trắng thi lễ một cái. Liễu điện chủ, lần rời đi này của ngươi đã trọn vẹn 10 năm, nếu ngươi về chậm thêm vài năm nữa, chỉ sợ lão phu không nhớ được ngươi là ai rồi. Trên mặt lão giả tóc trắng lộ ra dáng tươi cười nhàn nhạt. Khiến cho Hữu Hộ Pháp phải quan tâm là tại hạ không phải rồi. Liễu Ngạn hơi khom người. Ngồi xuống đi, vị trí của ngươi đã để trống lâu rồi đó. Lão giả tóc trắng chỉ vào một cái ghế đá ở vị trí thứ nhất bên tay trái của lão rồi nói. Ánh mắt Liễu Ngạn rơi vào trên ghế ngồi, trong mắt chợt lóe lên thần sắc phức tạp, sau đó không do dự mà ngồi lên. Nam tử mày đỏ cũng ngồi xuống một cái ghế trống bên tay trái Liễu Ngạn, nữ tử áo đỏ thì đứng ở phía sau lưng của Liễu Ngạn. Ngoài trừ ba vị điện chủ của ba điện cử môn, Vũ Khúc, Tử Di trấn thủ ở biên cảnh ra, những người còn lại đều đến đông đủ rồi, chúng ta bắt đầu chứ. Lão giả tóc trắng ho nhẹ một tiếng rồi tuyên bố. Chứ gì chắc hẳn đều đã nghe sự tình mà bọn người Liễu điện chủ làm ở thành Thiên Ngu rồi chứ. Ánh mắt lão giả tóc bạc đảo qua mọi người ngồi ở đây, nói. Việc này chúng ta đương nhiên đều đã nghe thấy rồi, tại hạ cho rằng Thông Thiên Tiên Giáo lần này chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Thanh niên tóc quăn lập tức nói ra. Căn cứ cho tình báo của mấy tháng gần đây tới xem, thám tử của Thông Thiên Tiên Giáo đã qua lại rất nhiều lần quanh vùng biên cảnh, dường như bọn họ sắp có động tác gì lớn rồi đó. Bên cạnh thanh niên tóc quăn, một nam tử trung niên miệng rộng nói tiếp. Mọi người ở đây nghe được tin tức này, sắc mặt đều hơi chìm xuống. Chuyện này là thật sao? Những thám tử kia qua lại chủ yếu là ở chỗ nào? Một điện chủ có bộ dạng thiếu phụ trẻ tuổi hỏi. Chủ yếu là ở phía đông nam của hai hành tỉnh Đông Lâm, Lâm Hợi. Nhưng mà gần đây ở phía đông bắc hành tỉnh Hắc Hà, dường như cũng xuất hiện nhiều phần tử khả nghi. Nam tử trung niên miệng rộng nói. Sắc mặt mọi người ở đây hơi đổi. Đông Lâm cùng Lâm Hợi ở gần Thông Thiên Tiên Giáo, có thám tử qua lại cũng bình thường. Nhưng mà hành tỉnh Hắc Hà lại là vùng đất giáp ranh giữa Tây Hạ với Đại Tần Quốc. Chẳng lẽ Thiên Mã Tông... Một gã đại hán mặt đen ngồi ở đối diện nam tử mày đỏ nói ra, nhưng mà nói đến nửa chừng liền ngừng lại. Thiên Mã Tông cùng Thông Thiên Tiên Giáo đều là giống nhau, năm đó hô hào diệt trừ dị đoan, nhưng mà kỳ thực đều là vì ngấp nghé mạch khoáng linh thạch bên trong quốc nội Tây Hạ ta thôi. Những năm gần đây có bao giờ không hề nhìn chăm chăm vào chúng ta chứ. Lần này Thông Thiên Tiên Giáo tiến công tới, Thiên Ma Tông tuyệt đối cũng sẽ không ngồi im mà nhìn. Thanh niên tóc quăn lạnh nhạt nói, ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm vào Liễu Ngạn. Chứ vậy nè, Minh Nguyệt Giáo chúng ta cùng Thông Thiên Tiên Giáo có thù sâu như biển, cho tới bây giờ Thông Thiên Tiên Giáo chưa từng buông lỏng dò xét với chúng ta bên này. Cho dù chúng ta không có bất kỳ động tĩnh gì, thì sớm muộn gì bọn chúng cũng sẽ tiến công tới mà thôi. Nam tử mày đỏ ho khan một tiếng, cắt đứt lời đang nói của thanh niên tóc quăn, hấp dẫn ánh mắt của mọi người tới bên mình. Gã dừng một thoáng, lại nói tiếp. Hơn nữa theo ta thấy, lần hành động này của Liễu sư đệ coi như là rất thành công đó chứ. Chẳng những làm suy yếu một thế hệ trẻ tuổi của Thông Thiên Tiên Giáo trên diện rộng, mà còn hiến tế rất nhiều tế phẩm có tiềm lực. Có thể nói là một lần hành động này khiến cho người đại khoái nhân tâm. Dớ dẫn, chẳng lẽ địch điện chủ cho rằng lần này Liễu điện chủ tự tiện hành động, nháo sự ở thành Thiên Ngu, cố ý chọc giận Thông Thiên Tiên Giáo là đúng hay sao vậy? Thanh niên tóc quăn hừ lạnh một tiếng rồi nói. Báo thù cho Đông Phương giáo chủ là sự tình mà năm đó mọi người chúng ta đều đồng ý. Điểm này ta nghĩ ta không cần nhiều lời chứ. Nam tử mày đỏ cũng không nhường nhịn chút nào. Nói thì đúng như vậy, nhưng mà năm đó không phải chúng ta đã thảo luận qua rồi, đều nhất trí cho rằng phải chờ cho trong giáo khôi phục thực lực đứng đầu trước đã hay sao chứ? Nếu bây giờ Thông Thiên Tiên Giáo liên thủ với Thiên Ma Tông tiến công tới, chúng ta phải ngăn cản thế nào đây? Tiếng nói của thanh niên tóc quăn dần lớn lên. Nam tử mày đỏ châu mày đang muốn mở miệng phản bác. Được rồi, không cần cãi nhau. Lão già tóc bạc ngồi ở chủ tọa mở miệng. Những người khác nghe như vậy lập tức đều yên tĩnh trở lại. Sự tình của Liễu Ngạn tại thành Thiên Ngu, có công hay là có tội, sau này lại bàn. Lần này triệu tập mọi người đến đây, đúng là để thương thảo một chút đối sách ứng đối với Thông Thiên Tiên Giáo. Vô Trần đạo nhân những năm gần đây giấu tài, lại chưa bao giờ buông tha cho hành động xâm chiếm Tây Hạ quốc ta. Từ đủ các loại dấu hiệu trước mắt đến xem, chiến tranh là không thể tránh né rồi. Lão giả tóc bạc nói ra. Mọi người ở đây nhìn nhau một hồi, nhất thời không có người nào mở miệng. Thì sau khi đệ giáo chủ trước dẫn lạc, thực lực của Minh Nguyệt Giáo dần dần từ từ thoái lui. Năm đó thời điểm toàn thịnh còn thảm bại dưới tay Thông Thiên Tiên Giáo, nói chi là hiện tại. Thực lực của Thông Thiên Tiên Giáo so với trước thì càng cường đại hơn. Chỉ dựa vào thực lực của chúng ta bây giờ, căn bản không cách nào đối kháng được với họ. Sách lược ngày hôm nay chỉ có thể mạo hiểm, thừa dịp Thông Thiên Tiên Giáo chưa chính thức tiến công tới, đem căn cơ trong giáo dời đến đại lục Tây Hạ, mưu đồ tái khởi ngày sau. Vào thời khắc này, Liễu Ngạn chợt mở miệng nói ra. Lời này vừa nói ra, mọi người ở đây xung sao một mảnh. Liễu Ngạn nè, ngươi đang nói cái gì vậy? Vượt biển tiến về đại lục Tây Hạ nguy hiểm biết bao nhiêu, ngươi có biết hay không vậy? Bên trong Tây Hải bị chiếm giữ bởi vô số hải thú, còn có người hải tộc trước sau như một luôn đối địch với Minh Nguyệt Giáo chúng ta. Ngươi cũng không phải là không biết, hơn nữa ở đại lục Tây Hạ có yêu thú tàn sát bừa bãi, lại là địa bàn của Minh Nguyệt Tây Giáo. Chẳng lẽ ngươi muốn chúng ta bây giờ phải đi khẩn cầu bọn hắn thu lưu hay sao? Năm đó sự tình giữa lão giáo chủ và Tây Hạ Minh Giáo, người thân là thân truyền đại đệ tử cũng không phải không biết chứ. Thanh niên tóc quăn nói ra. Bây giờ không phải là thời điểm sĩ diện đâu. Đầu tiên là phải bảo trụ nguyên khí của bổn giáo. Nếu sư tôn còn tại thế, ta tin tưởng rằng người cũng sẽ quyết định đồng dạng như vậy thôi. Liễu Ngạn nói ra. Mọi người ở đây cũng im lặng. Ý nghĩ này đại đa số mọi người ở đây đều đã nghĩ qua, chẳng qua không có người nào nói ra. Nếu chư vị còn có lo lắng, Liễu Mộ nguyện ý dẫn đầu một đám đệ tử đi trước Tây Hạ đi dò đường. Liễu Ngạn chắp tay với lão giả tóc bạc nói. Liễu sư đệ nè, ngươi là người thừa kế do giáo chủ đời trước chỉ định, vạn nhất phát sinh vấn đề gì thì làm sao bây giờ? Hay là để ta dẫn đệ tử đi dò đường đi? Nam tử mày đỏ gấp gáp nói. Đệ sư huynh ngươi tu luyện võ đạo, lỡ mà gặp phải hải thú thì không tiện ứng phó, vẫn là để ta tự mình dẫn đệ tử đi cho thỏa đáng. Liễu Ngạn lắc đầu nói. Nam tử mày đỏ cũng muốn nói tiếp, nhưng mà chứng kiến thần sắc của Liễu Ngạn kiên định, chẳng biết tại sao nói như thế nào cũng không nên lời. Những người khác trong hội trường cũng đều không nói gì, nhất thời im lặng. Với tình huống ngày hôm nay của Minh Nguyệt Giáo, vượt biển tiến về đại lục Tây Hạ không thể nghi ngờ là một con đường ra tốt. Chẳng qua bọn họ cũng không muốn làm kẻ lĩnh đội lần này. Một là tình huống chỗ đó thế nào chưa ai biết, muốn xây dựng lên một phần cơ nghiệp mới ở một cái đại lục nói thì dễ hơn làm. Hai là phải đi thương lượng với Minh Nguyệt Tây Giáo, điều này chẳng khác gì lên đến cửa cầu người. Bọn gã đã quen làm đại nhân vật trong cao tầng giáo phái của mình rồi, cũng không nguyện đi chịu khổ, cũng không muốn buông bỏ mặt mũi đi cầu cạnh người khác. Chứ cũng chỉ có thể như vậy, vậy thì cho Liễu Ngạn chấn động một bộ phận đệ tử đi trước đến Tây Hạ. Nhưng mà Liễu điện chủ, ngươi định dẫn theo người nào vậy? Lão giả tóc bạc trầm ngâm một hồi, nhìn về phía Liễu Ngạn hỏi. Ta định cử hành một lần tuyển bạc trong giáo, tuyển ra đệ tử có thực lực, lại nguyện ý đi đại lục Tây Hạ dò đường, dân số không cần quá nhiều, cỡ 200 người là được rồi. Liễu Ngạn nói. Nghe nói chỉ cần 200 người, những điện chủ khác ở đây lập tức nhẹ nhàng thở ra. Tốt, Cứ như vậy mà làm, việc tuyển bạc cụ thể như thế nào liền toàn quyền giao cho Liễu điện chủ ăn bài vậy. Lão giả tóc bạc nói ra. Tầm nửa ngày sau, một đạo mệnh lệnh từ tổng đàn Minh Nguyệt Giáo ban bố ra, rất nhanh truyền khắp toàn bộ cổ quốc Tây Hạ. Một tháng sau, phía trước con đường cũ kỹ mà hai người Thạch Mục cùng Hồ Tái Lôi đang cưỡi ngựa đi đến, một tòa thành trì màu xám lờ mờ xuất hiện. Tòa thành trì thoạt nhìn rất cổ xưa cũ kỹ, diện tích cũng không lớn. Tường hộ thành cũng chỉ cao có mấy trượng. Một đại nhân, phía trước là Bì Thành rồi. Hồ Tái Lôi chỉ thành trì phía xa rồi nói. Thạch Mục nhẹ gật đầu. Nhưng vào lúc này, một tràng tiếng vó ngựa lộc cộc từ phía sau truyền đến. Mấy bóng người mặc áo đen cưỡi khoái mã đang từ phía sau lao đến, gào thét vọt qua bên người hai người Thạch Mục. Ánh mắt Thạch Mục khẽ nhúc nhích. Trên đường đi, đặc biệt là khi càng đến gần Bì Thành thì lượng người gặp phải càng nhiều, hơn nữa đều là kẻ tu luyện mà không phải dân chúng Tây Hạ bình thường. Bì Thành rất phồn hoa hả? Trên đường đi đụng phải không ít người đều đang chạy tới đó vậy? Thạch Mục hỏi. Bì Thành chỉ là một cái thành nhỏ bên trong toàn bộ cổ quốc Tây Hạ. Tại Hạ cũng thấy có chút kỳ quái nữa, trước kia chưa từng gặp qua tình huống như vậy. Hồ Tái Lôi dường như cũng không đoán được vì sao. Được rồi, đợi đến lúc vào thành sẽ biết thôi. Thạch Mục thúc ngựa đi về phía trước. Cũng không lâu lắm, hai người liền tới cửa thành Bì Thành. Cửa thành của Bì Thành nhìn qua cũng rất là cũ nát, nhưng giờ phút này ngoài cửa thành đang có một hàng người dài đang xếp hàng, thoạt nhìn đều là người xứ khác. Thạch Mục cùng Hồ Tái Lôi liếc nhau, xem ra trong thành đúng là xảy ra chuyện gì rồi. Hai người cũng xoay người mà xuống ngựa, đứng xếp ở phần đuôi của đội ngũ. Cửa thành, mấy tên đệ tử Minh Nguyệt Giáo mà H.I. đang kiểm tra người vào thành, bộ dạng giám sát có vẻ rất nghiêm, gặp ai cũng phải hỏi han một lúc lâu. Một đại nhân nè, tuy không biết Tây Hạ đang xảy ra chuyện gì, nhưng mà nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, hay là tạm thời giả mạo đệ tử Minh Nguyệt Giáo một lúc đi. Hồ Tái Lôi nhẹ giọng nói. Thạch Mục nhẹ gật đầu, lấy khối Minh Nguyệt lệnh kia ra, treo ở trên người. Hắn vừa mới thấy có một đệ tử Minh Nguyệt Giáo sau khi chìa ra Minh Nguyệt lệnh liền không cần kiểm tra mà được trực tiếp cho vào thành. Một phút đồng hồ sau, đến phiên hai người Thạch Mục. Thạch Mục hơi giơ cái miếng Minh Nguyệt lệnh trong tay ra, trên lệnh bài đồ án ba ngôi sao đỏ lóe lên một cái. Thủ thành là một gã đệ tử Minh Nguyệt Giáo thấy như vậy, trên mặt hơi đổi, lập tức lộ ra vẻ cung kính, thi lễ với Thạch Mục một cái. Thạch Mục thu hồi Minh Nguyệt lệnh, đi thẳng vào trong thành. Sau khi giơ ra Minh Nguyệt lệnh, Hồ Tái Lôi cũng theo sát sau lưng Thạch Mục, dắt ngựa vào trong nội thành. Thạch Mục nhìn thoáng qua quang cảnh bên trong thành, mày hơi nhíu lại. Trước mắt tòa thành trì này thoạt nhìn cực kỳ mất trật tự, lộn xộn, còn khó nhìn hơn cả từ bên ngoài nhìn lại. Nội thành chỉ có một con đường chính, đúng là mấy hòn đá khắp khởi trải thành, thoạt nhìn cũng không bằng phẳng. Hai bên con đường là một ít kiến trúc, cũng không cao lớn, đều là phòng ốc 2-3 tầng, vừa nhìn đã thấy cũ nát rồi. Trong thành ngoại trừ kiến trúc phòng ốc ra, còn có mảng lớn đất trống. Những đất trống này đều là nơi ẩm ướt, đầm lầy lầy lội, gió nhẹ thổi qua mang theo mùi hôi thối. Lông mày Thạch Mục cau chặt, hoàn cảnh nơi này có vẻ quá kém, đừng nói là so với một ít thành trì của Vương Triều Lục Sơn, đến một vài thành trì của Đại Tề Quốc cũng xa xa không bằng nữa là. Chẳng qua vào lúc này, trong cái thị trấn nhỏ cũ nát này lại đang tụ tập không ít người, tiếng người cực kỳ huyên náo, hơn nữa trong đó có không ít người là đệ tử Minh Nguyệt Giáo, trên mặt bọn họ đều mang theo một tia hưng phấn. Một tiền bối nè, kế tiếp chúng ta làm gì đây? Hồ Tái Lôi nhìn về phía Thạch Mục. Mà kệ ở đây xảy ra chuyện gì cũng không liên quan gì đến chúng ta cả. Không phải người nói ở đây người có quen bằng hữu sao? Chúng ta liền đi bái phỏng một chút đi, thuận tiện tìm hiểu công việc ra biển cần những thứ gì. Thạch Mục suy nghĩ một chút rồi nói ra. Hồ Tái Lôi đáp ứng, mang theo Thạch Mục đi về phía trước. Hai người vòng vo mấy vòng mới đi vào một cái quảng trường nhỏ khá lộn xộn. Gần quảng trường là một loạt kiến trúc màu đen, phòng ốc nơi đây thoạt nhìn sạch sẽ hơn nhiều so với chung quanh. Thỉnh thoảng từ trong những kiến trúc này lại có đệ tử Minh Nguyệt Giáo ra vào. Nơi này là... Thạch Mục hỏi. Dạ đúng vậy, nơi này chính là phân đàn Minh Nguyệt Giáo ở Bì Thành. Tiểu nhân có giao tình với một vị tiền bối ở đây, có thể tự hắn nghe ngóng được một chút tin tức. Hồ Tái Lôi nói. Thạch Mục nhẹ gật đầu. Hai người đi tới trước một tòa kiến trúc màu đen. Hồ Tái Lôi một mình đi vào trước, còn Thạch Mục thì đứng yên ở đó. Minh Nguyệt lệnh trên người của hắn chỉ có thể lừa gạt thủ vệ ở cửa thành, hắn cũng không dám ở trong phân đàn của Minh Nguyệt Giáo đỉnh đạt giả mạo giáo đồ Minh Nguyệt. Sau thời gian chừng một nén nhang, Hồ Tái Lôi xuất hiện ở cửa ra vào, nhẹ gật đầu với Thạch Mục. Thạch Mục hiểu ý, lách mình đi vào. Một lát sau, Thạch Mục xuất hiện trong một gian phòng trang trí tương đối đơn giản. Một người đàn ông trung niên mặt trắng, mày râu nhẵn nhụi, thân vận trường bào màu xám ngồi trên ghế gỗ, đưa mắt dò xét Thạch Mục, rồi lần nữa nhìn sang Hồ Tái Lôi. Quyền chấp sự, vị này là một tiền bối mà tại hạ vừa nói đến. Hắn là thành viên của phân đà Kiềm Thành, có giao tình không cản với tại hạ. Lần này dọc đường đến Bì Thành, trong lúc nói chuyện phím đã ngỏ ý cùng ra biển thực hiện nhiệm vụ. Chuyện ra biển vốn là do tổng đàn quản lý. Tại hạ lập tức nhớ đến quyền chấp sự thủ đoạn thông thiên, lại có không ít bằng hữu ở tổng đàn bổn giáo, nên mới giới thiệu hắn đến đây. Hồ Tái Lôi vừa chắp tay vừa cất lời nịnh nọt. Thạch Mục mỉm cười chắp tay hành lễ với đối phương, sau đó lấy ra Minh Nguyệt lệnh. Hắn đã che giấu khí tức võ giả của bản thân nhưng mà không hề thu liễm tu vi thuật sĩ của mình. Lúc này toàn thân mơ hồ tản ra chấn động pháp lực đặc thù của thuật sĩ tinh giai. Thì ra là một đạo hữu, hạnh ngộ hạnh ngộ. Nếu ta đoán không sai, các hạ hẳn là muốn ra biển săn hải thú rồi. Trung niên mặt trắng liếc nhìn Minh Nguyệt lệnh trong tay Thạch Mục chứ không đưa tay nhận lấy. Quyền chấp sự Minh giám, quả thực là như vậy. Thạch Mục thu hồi Minh Nguyệt lệnh rồi nói. Ra biển săn bắn vốn dĩ không phải chuyện gì ghê gớm cả. Chỉ cần đến thành Khúc Dương đăng ký, liền có thể lên thuyền bổn giáo mỗi 2 tháng một lần để ra khơi. Nhưng mà gần đây biển khơi có biến, ta vẫn muốn khuyên các hạ không nên đi, miễn cho một chuyến không công. Trung niên mặt trắng nói ra. Xin nói rõ cho. Thạch Mục khẽ giật mình. Việc này liên quan đến một ít sự tình tổng đàn chưa công bố, tại hạ không thể nhiều lời. Trung niên mặt trắng lắc đầu, ra vẻ không có cách nào. Quyền đạo hữu nào, việc này vô cùng quan trọng với tại hạ. Nếu như các hạ có thể chỉ điểm một chút, tại hạ vô cùng cảm kích đó. Thạch Mục lấy ra 10 viên hạ phẩm linh thạch đặt nhẹ trên bàn. Mà thôi vậy, việc này cũng không phải chuyện gì cơ mật, các hạ cũng không coi là người ngoài. Trung niên mặt trắng nhẹ phất tay áo, bất động thanh sắc thu lấy linh thạch trước mặt, suy nghĩ một chút rồi nói, thanh âm nhỏ đi vài phần. Hai người Thạch Mục và Hồ Tái Lôi thấy như vậy, vội vàng ghé sát một chút, ra vẻ rửa tay lắng nghe. Thời gian kế tiếp, thông qua lời kể của trung niên mặt trắng, cả hai rốt cuộc đã rõ ràng mọi việc. Thì ra cao tận Minh Nguyệt giáo gần đây vừa ra quyết định phái người tiến về đại lục Tây Hạ bên kia Tây Hải để thăm dò. Nghe nói tài nguyên tu luyện nơi đó phong phú hơn nhiều so với đại lục Đông Châu, ngoài ra còn có lượng lớn yêu thú có thể hiến tế nữa. Có điều danh ngạch hành động lần này có hạn, trải qua thương nghị, cao tận trong giáo quyết định thông qua phương thức tỷ thí, chọn ra 200 đệ tử tinh anh, phối hợp với hành động này. Toàn bộ quá trình ra khơi đều phải tạm dừng. Nửa năm sau, tổng tuyển cử sẽ được cử hành tại thành Khúc Dương, đô thành của cổ quốc Tây Hạ. Trước lúc tiến hành tổng tuyển cử, vài chục phân đàn tại các thành trì sẽ tiến hành sơ tuyển. Bì Thành là một trong những địa điểm như vậy. 1 tháng sau sơ tuyển ở Bì Thành sẽ bắt đầu, người thắng sau đó sẽ cùng tiến đến thành Khúc Dương. Nghe trung niên mặt trắng giải thích xong, Thạch Mục vội vàng đứng dậy đa tạ, khách sáo một phen, rồi mang theo Hồ Tái Lôi rời khỏi phòng. Rất nhanh hai người đã xuất hiện trên đường cái Bì Thành. Lúc này đường phố cũng không có nhiều người. Đối với lần tuyển chọn này, người có ý kiến gì không vậy? Thạch Mục liếc nhìn Hồ Tái Lôi rồi hỏi. Xem ra một tiền bối có ý tham gia lần tuyển chọn này hả? Hồ Tái Lôi hỏi dò. Không sai. Thạch Mục gật đầu. Thứ cho ta nói thẳng nha, tuyển chọn quan trọng như vậy, trong giáo nhất định kiểm tra nghiêm ngặt thân phận của người tham gia. Chỉ với Minh Nguyệt lệnh là không đủ, chi bằng tiền bối hãy gia nhập Minh Nguyệt giáo luôn đi. Hồ Tái Lôi tiến sát lại, nhỏ giọng đề nghị. Gia nhập Minh Nguyệt giáo cũng không phải đơn giản như vậy, ngươi có biện pháp khác hả? Thạch Mục lắc đầu. Dạ đúng rồi, căn cứ tình hình những năm qua, tỷ thí sơ tuyển dạng này dù được thiết lập ở từng phân nhánh, nhưng đều là do đặc sứ từ tổng đàn chịu trách nhiệm giám sát. Đến lúc đó, nhờ quyền chấp sự hỗ trợ, bỏ ra chút ít linh thạch mua lấy một danh ngạch sơ tuyển cũng không phải việc gì khó cả. Chỉ cần có thể lọt vào danh sách sơ tuyển, lúc thi vòng 2 cũng không bị kiểm tra thân phận thực sự. Hồ Tái Lôi suy nghĩ một chút rồi mới đề nghị. Thạch Mục nghĩ nhẹ gật đầu. Thời gian kế tiếp, hắn mang theo Hồ Tái Lôi tìm kiếm nơi ở trong thành. Sau chừng nửa canh giờ, Thạch Mục thuê lấy 2 phòng trọ ở một khách điếm phía đông thành. Phòng trọ không lớn, mỗi gian đều có cấm chế ngăn cách thần thức. Giá cả vô cùng kinh người, tiền thuê 2 gian phòng này không ngờ đến hơn 1 vạn lượng bạc. Giá cả đắt đỏ như vậy khiến cho Hồ Tái Lôi càng thêm hoảng sợ. Lại nói tiếp, chuyện này có liên quan đến tỷ thí ra biển. Tuy rằng tổng đàn Minh Nguyệt giáo vẫn chưa chính thức tuyên bố việc này, nhưng mà không ít người chỉ sợ đã thông qua đủ loại con đường sớm biết được một ít tin tức, vì vậy sớm từ 4 phương 8 hướng tiến về thành trì tổ chức thi đấu. Trong đó lấy đệ tử Minh Nguyệt giáo làm chủ, cũng không thiếu một ít nhân sĩ ngoại giáo muốn mượn cơ hội phát tài. Bì Thành vốn không lớn gì, lúc này thoáng cái lại có nhiều người tìm đến như vậy, phòng ở trở nên vô cùng đắt khách, giá cả theo đó tự nhiên nước lên thuyền lên. Có điều trong túi Thạch Mục còn có hơn vạn linh thạch, từng này chi tiêu không đáng để tâm. 5 ngày sau, lúc chạng vạn, trong một ngõ nhỏ vắng vẻ tại Bì Thành, Thạch Mục một thân áo bào xám đứng ở cửa sân một khu dân cư tương đối hoang tàn. Hồ Tái Lôi sau lưng cũng vậy, thì ra là vào 2 ngày trước, họ Hồ đã thu được một ít tin tức từ đám giáo hữu trong thành, một thế lực nhân lúc Bì Thành xuất hiện vô số giáo đồ Minh Nguyệt cùng nhân sĩ ngoại giáo để tổ chức hội giao dịch ngầm. Nghe đồn xuất hiện không ít đồ vật khó gặp bên ngoài. Thạch Mục nghe xong tự nhiên cảm thấy có phần hứng thú nên mới đến đây. Hồ Tái Lôi tiến đến gõ cửa, Thạch Mục lững thững theo sau. 2 dài 3 ngắn, tổng cộng 5 tiếng. Sau một lát, tiếng mở cửa kêu két một tiếng. Cửa sân mở ra, 2 nam tử trẻ tuổi mặc áo đỏ quần xanh cảnh giác đứng phía sau cửa, đánh giá Thạch Mục và Hồ Tái Lôi. Thạch Mục sử dụng thần thức quét qua, phát hiện cả hai đều là võ giả hậu thiên đại viên mãn. Không đợi thanh niên kia mở miệng, Hồ Tái Lôi đã xuất ra một cái tấm ngọc bài tản mát chấn động pháp lực, lơ lửng trước mặt hai người. 2 nam tử trẻ tuổi thấy như vậy lập tức nghiêng người nhường đường. Một lát sau, Thạch Mục và Hồ Tái Lôi đã vào đến một không gian dưới lòng đất. Lúc này cả hai đã khoác lên mình một cái chiếc trường bào màu đen, chỉ còn đôi mắt lộ ra. Thạch Mục đưa mắt đánh giá trái phải. Nơi này tương đối rộng rãi, diện tích ước chừng 100 trượng. Trên mảnh đất trống hình tròn có đặt cái bàn đá dài gần 1 trượng. Lúc này, bên trong mật thất đã tụ tập 300-400 người, không ít kẻ tản mát khí tức tương đối mạnh mẽ, đều là võ giả tiên thiên hoặc là thuật sĩ tinh giai. Có điều nhờ vào trường bào màu đen tương đối rộng rãi, lại có tác dụng ngăn cách thần thức, nên ngoại trừ hình dáng bên ngoài cao thấp khác nhau thì mọi người đều không sai biệt lắm. Thành Mục tương đối hài lòng với cách bố trí này. Nơi đây tuy rằng không thể so sánh với Thăng Tiên Đấu Giá Hội ở thành Thiên Ngu, nhưng mà cường giả cũng không ít, giao dịch một hồi nhất định sẽ tìm ra thứ khiến hắn động tâm. Nghĩ như vậy, Thạch Mục mang theo Hồ Tái Lôi tìm một chỗ ngồi, kiên nhẫn chờ đợi. Trong vòng nửa canh giờ, lại có trên dưới 100 người tìm đến, giao dịch hội rốt cuộc bắt đầu. Thời gian đã đến rồi, chứ chỉ đạo hữu đều đã có mặt, hội giao dịch hiện tại đã bắt đầu. Một giọng nói già vang lên từ sau bàn đá. Không biết từ lúc nào, một bóng người phủ kín trường bào lục sắc từ đó hiện ra. Âm thanh bàn tán cũng theo đó mà ngừng lại. Ánh mắt mọi người đều lộ ra vẻ phấn khởi. Giao dịch hội lần nào là không có gì hạn chế, tài liệu trân quý, đan dược, pháp khí, công pháp đều có thể mang ra mà giao dịch. Có điều vật phẩm chỉ có thể dùng linh thạch mà yết giá. Mỗi thứ chỉ được chào bán một lần. Một khi giao dịch hoàn thành, hai bên phải lấy giá sau cùng nhân 3% xem như là tiền thuê. Người áo lục lần nữa lên tiếng. Người này vừa dứt lời, bên dưới bắt đầu bàn tán xôn xao. Thành Mục âm thầm gật đầu. Khó trách thế lực trong thành lại muốn tổ chức hội giao dịch ngầm như vậy. Nơi này có gần 500 người, giao dịch chỉ nhận linh thạch, vả lại mỗi lần phải nộp 6% tiền thuế. Trong vòng một đêm chỉ sợ có thể kiếm được một khoản tài phú xa xỉ rồi. Huống hồ thế lực đứng ra tổ chức giao dịch còn có thể tranh thủ thu lấy không ít tài nguyên quý hiếm. Chẳng qua giao dịch hội loại này mua bán dễ dàng lại an toàn. Tất cả đều được cam đoan, vì vậy mọi người đều nguyện ý trả tiền thuê đắt đỏ này. Chứ vậy đạo hữu, tại hạ nóng vội, trước hết thả con tép bắt con tôm vậy. Không đợi tiếng ồn ào lắng xuống, một người áo đen nhỏ gầy đã tiến đến bên cạnh cái bàn đá. 5-6 người phía dưới đành phải hậm hực lui về. Sau 2 canh giờ, Thạch Mục quay về khách sạn. Tại lần giao dịch này, ngoại trừ một cái bộ Càn Thiên Phù Kinh từ Minh Nguyệt Giáo truyền ra, không còn vật gì đáng xem trọng. Nguyên nhân chủ yếu là vì điển tịch này có ghi lại hơn 10 bí thuật phù lục cấp cao. Dựa vào công lực thuật sĩ tinh giai của mình, lại thêm linh mục tăng phúc, Thạch Mục đã sớm có ý định thử qua phù lục cao cấp rồi. Vì vậy sau một phen tranh đoạt, hắn đã bỏ ra gần 1.500 linh thạch thu nó về tay. Hành động này khiến cho Thạch Mục bị không ít người trong hội trường cười nhạo. Dù sao phù sư là một chức nghiệp đốt tiền, giữa sức một người chỉ sợ ngay đến phù lục sư giai cũng không luyện được, đừng nói bùa chú đẳng cấp cao. Về phần phù sư có đẳng cấp cao đến từ một số tông môn sẽ không thiếu thốn điển tịch loại này. Vì vậy điển tịch phù lục thoạt nhìn giống như là gân gà, đương nhiên không thiếu những kẻ thấy thích là mua. Thạch Mục hiển nhiên bị những người có mặt cho là cái loại này, hắn đương nhiên không thèm để tâm. Sau khi cẩn thận đặt Thải Nhi đang ngủ say trong lòng sang một bên, Thạch Mục xếp bằng trên giường gỗ, lấy ngọc giản màu xám có chứa Càn Thiên Phù Kinh đặt lên trán, đọc qua một cách cẩn thận. Đông Hải, một mảnh hải vực ba đào mãnh liệt, mặt biển dường như là bị chọc giận, từng lớp sóng không ngừng cuồn cuộn gào thét dậy lên, nhấc lên một lớp tiếp theo một lớp sóng lớn ngập trời. Từng cái vòi rồng màu đen mịt mờ chạy khắp nơi trên mặt biển, như một bầy ngựa hoang sổng chuồng, không hề đứt đoạn ngưng tụ tán loạn, cùng sóng dữ biển gầm thét hỗn tạp đan xen với nhau. Tiếng sóng ba đạo phát ra đinh tai nhức óc, dường như toàn bộ bầu trời đều muốn sụp đổ, khí thế cực kỳ kinh người. Nhưng bên trong sóng dữ gầm thét cuồng bạo, một hòn đảo tối om vững vàng đứng vững, mặc kệ sóng biển như sấm, thủy chung sừng sững bất động. Thiên địa linh khí bốn phương tám hướng tựa hồ dưới tác dụng của một lực lượng vô hình nào đó hướng về nơi đây hội tụ mãnh liệt, mơ hồ hình thành một cái vòng xoáy linh khí thật là lớn, giống như một cái phễu thật lớn, mà hòn đảo màu đen này chính là trung tâm của cái phễu linh khí. Toàn thân hòn đảo tản phát ra trận trận hắc quang nhàn nhạt, đại lượng thiên địa linh khí thuận theo cái phễu hướng về hòn đảo màu đen mà điên cuồng rót vào. Nếu là có người nhãn lực cực kỳ cao minh, ngay lập tức có thể chứng kiến hòn đảo màu đen này theo thiên địa linh khí dũng mãnh rót vào, đang chậm rãi phát triển lớn lên theo tốc độ cực kỳ chậm rãi. Giữa phút này, tại bốn phía hải đảo, thình lình có vô số thân ảnh đứng yên rậm rạp chằng chịt, thoạt nhìn có chừng mấy trăm cái. Những thân ảnh này thoạt nhìn thân hình tương tự cùng nhân tộc, trên thân sáng lên các màu quang mang kỳ lạ. Bọn họ đứng vững vàng ở trên mặt biển, sóng dữ vòi rồng đối với bọn họ cơ bản không có ảnh hưởng gì. Có người trên làn da trần trụi hiện ra một ít lân phiến đủ mọi màu sắc, có người thậm chí là bộ dáng của nửa người nửa cá, đúng là rất nhiều người của Đông Hải thủy tộc. Mấy trăm thủy tộc này vây chung quanh ngọn núi màu đen, trong miệng nói lẩm bẩm. Tất cả màu sắc quang mang thỉnh thoảng từ trên người bọn họ toát ra, ở giữa không trung kết nối cùng một chỗ, tựa hồ là tại đó bố trí một cái pháp trận thật lớn vô cùng. Tại địa phương gần ngọn núi màu đen, một thiếu nữ ngũ quan tuyệt sắc lung linh, mặc thủy lam y sam đang lăng không đứng ở đó, trong miệng tụng đọc chú ngữ. Ánh sáng màu lam óng ánh từ trên người nàng tản phát ra càng ngày càng sáng, hầu như phủ lên thân hình. Nàng đúng là Hương Châu. Lúc này đằng sau cái trán của nàng ẩn hiện hư ảnh của 7 điểm tinh tượng. Ánh sáng màu lam càng ngày càng sáng, rốt cuộc một tiếng ầm vang phóng lên trời, hình thành một đạo cột sáng màu lam. Các hải tộc ở phụ cận, hào quang tản mát trên thân cũng đồng thời phóng ra, hơn nữa hội tụ hướng về phía Hương Châu. Một cái trận pháp thực lớn hình vỏ trứng có màn sáng bao bọc bên ngoài chậm rãi hình thành, đem ngọn núi màu đen bao phủ bên trong. Thiên địa linh khí chung quanh ngọn núi lập tức chấn động, thiên địa linh khí lập tức hội tụ đến, lại bị màn sáng che chắn bên ngoài, không cách nào thẩm thấu vào được. Hương Châu chậm rãi mở to mắt, sắc mặt cực kỳ tái nhợt, chứng kiến màn sáng cực lớn đã thành hình, trên mặt nàng lộ ra vẻ tươi cười. Bất quá vào thời khắc này, thân thể nàng lung lay một cái, tựa hồ muốn ngã sắp xuống. Vào thời khắc này, một người mặc cung trang màu lam xuất hiện ở bên cạnh nàng, thò tay nâng thân thể của nàng lên. "Sư phụ!" Hương Châu kêu lên một tiếng. "Châu Nhi, ngươi làm vô cùng tốt, đi xuống nghỉ ngơi trước đi, sau đó còn cần ngươi phụ trợ mới được." Cung trang mỹ phụ nói một câu với Hương Châu. Hương Châu gật nhẹ đầu, thân thể hướng phía dưới mà hạ xuống. Cung trang mỹ phụ quay người nhìn về phía ngọn núi màu đen, sau lưng bóng người chớp lên liên tục, xuất hiện nhiều hơn 7-8 người của hải tộc, đều là các lão tộc trưởng của Đông Hải. Hơn nửa tháng sau, trong một căn phòng nào đó trong khách sạn ở Bì Thành, Thạch Mục đang tập trung tinh thần đứng ở trước một cái bàn gỗ, trong mắt kim quang mơ hồ, tay trái nắm lấy một viên trung giai linh thạch phong thuộc tính, tay phải nắm lấy một cái chi thanh mộc chế thành pháp bút, dùng tốc độ chậm đến không thể chậm hơn, hết sức chăm chú vẽ lên một cái lá bùa màu vàng nhạt còn trống một phù lục đẳng cấp cao vừa học được, Phong Ảnh Phù. Phong Ảnh Phù là một loại phù lục đẳng cấp cao thuộc tính phong, là một trong số ít phù lục của ngũ hành phù lục được ghi trong Càn Thiên Phù Kinh. Khi sử dụng phù lục này, có thể thông qua nguyên tố lực lượng phong thuộc tính ở chung quanh bản thân ngưng tụ ra một cái ảo ảnh cùng bản thể giống như đúc, làm cho địch nhân lẫn lộn trong việc nghe nhìn, đồng thời còn có thể tăng cường tốc độ hành động trên diện rộng cho người sử dụng, gia tăng phần thắng lúc lâm trận đối địch, có chút thực dụng. Lại nói tiếp, Phong Ảnh Phù này cũng không phải là loại phù lục lợi hại nhất trong Càn Thiên Phù Kinh. Những phù lục khác trong ngũ hành phù lục hoặc là loại phù lục nguyền rủa thuộc tính âm, tính thực dụng còn hơn xa nó nữa. Thạch Mục sở dĩ chọn vẽ cái loại phù lục này, kỳ thực cũng là có nỗi khổ tâm của riêng hắn. Vốn ngay từ đầu, hắn tự nhiên muốn nếm thử vẽ loại phù lục đẳng cấp cao nguyền rủa thuộc tính âm rồi. Dù sao Càn Thiên Phù Kinh xuất xứ từ Minh Nguyệt Giáo, mà Minh Nguyệt Giáo am hiểu nhất là âm thuộc tính thuật pháp, mà phù kinh ghi chép trong đó cũng phần lớn lại là cái phù lục này. Ngày đó hắn cùng với tên sư muội che mặt của Liễu Nhạc giao thủ đã nếm qua thiệt thòi từ cái loại thuật pháp này, cho nên đối với loại thuật pháp này hắn cảm thấy rất hứng thú. Kết quả làm cho hắn có chút phiền muộn chính là vô luận hắn làm như thế nào đều không thể thông qua thu nguyệt thức cảnh trong mơ, làm cho trong đậu khỉ trắng ngưng tụ ra cái loại phù lục âm thuộc tính này. Sau khi đã nhiều lần thử nhưng mà không thành công, hắn đành phải bỏ qua, toàn tâm nghiên cứu Càn Thiên Phù Kinh trong ghi chép của ngũ hành phù lục. Nhưng mà phù lục đẳng cấp cao lại quá mức phức tạp so với tưởng tượng của hắn, yêu cầu đối với pháp bút, phù chỉ, thậm chí ngay cả mực để vẽ đều có yêu cầu khác nhau. Thậm chí phù lục khác nhau thì các loại yêu cầu càng kỳ lạ, cổ quái và quý hiếm, hoặc là có hạn chế nào đó. Kết quả là hắn bỏ ra trọn vẹn một vùng thời gian, hầu như chạy khắp toàn bộ Bì Thành một lượt, lại tham gia 2 lần giao dịch hội dưới mặt đất. Lúc này khó khăn lắm mới gom được đủ tài liệu để vẽ phong ảnh phù. Trước sau tổng cộng hao tốn không dưới 2.000 linh thạch, mặc dù như vậy cũng chỉ đủ để vẽ 100 lần mà thôi. Bởi vì một chương phong ảnh phù được cấu thành từ 27 phù văn phong thuộc tính phức tạp vô cùng, chỉ cần một sai sót nhỏ sẽ thất bại, xác suất thành công cực thấp. Dù cho Thạch Mục có linh mục tương trợ, dưới áp lực bị đe dọa trong nhiều ngày như vậy, hắn vẽ hơn 10 lần cũng chỉ may mắn thành công được có 2 chương mà thôi. Một tràng tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, ngòi bút đang vẽ của Thạch Mục rung lên, phốc một tiếng vang nhỏ, phù chỉ đã vẽ được hơn phân nửa trong nháy mắt bốc cháy lên. Sắc mặt hắn không khỏi hơi hơi trầm xuống, tiện tay thả pháp bút trong tay ra, quay người đi tới cửa, đem cửa phòng mở ra. Ngoài cửa không phải ai khác, đúng là Hồ Tái Lôi. Giờ phút này vẻ mặt Hồ Tái Lôi lộ ra sắc mặt vui mừng, vừa muốn mở miệng nói cái gì, nhìn thấy biểu lộ của Thạch Mục lúc này, trong lòng không khỏi mấy động, lập tức thu hồi vẻ mặt mừng rỡ lại. Có chuyện gì, ngươi nói đi. Thạch Mục nói. Hồ Tái Lôi làm người thập phần lanh lợi, dỗi về nhìn mặt người khác mà nói chuyện. Những ngày nay, hắn một mực ở trong thành để tìm hiểu tin tức, nếu không có chuyện trọng yếu gì, gã tuyệt đối không dám quấy rầy Thạch Mục tu luyện. Một tiền bối, tại hạ vừa mới nhận được tin tức, sứ giả đại nhân chịu trách nhiệm sơ tuyển danh ngạch Bì Thành ra biển đã đến trong thành, hiện tại sẽ tới nghỉ ngơi ở dịch trạm gần Tây Thành. Hồ Tái Lôi nói. Hả? Vậy bây giờ chúng ta lập tức đi xem đi. Thạch Mục tinh thần chấn động, lập tức đi ra khỏi gian phòng, tiện tay khóa cửa phòng lại. Hồ Tái Lôi trong lòng vui vẻ, vội vàng ở phía trước dẫn đường. Hết tập 48 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.